giáo sĩ trị. Tuy gọi là chủ nghĩa giáo sĩ trị, nhưng tình trạng giáo sĩ cai trị không nên được hiểu như người ta thường hiểu về các chủ nghĩa khác như chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa duy nghiệm. Vì một lý do rất đơn giản, giáo sĩ trị không là một chủ nghĩa, vì không ai chủ trương một giáo hội bị thống trị, không ai tìm đến một tôn giáo có đường lối áp bức, khống chế, hà khắc cai trị, và càng không ủng hộ một cơ chế giáo sĩ ăn trên ngồi trước, tàn ác bóc lột, nham hiểm, lạm dụng, ma mãnh trục lợi, thủ đoạn độc quyền, độc tài, độc trị. Trái lại, tôn giáo luôn mang tính khai phóng, giải thoát, và sứ vụ duy nhất của giáo hội của Đức Giêsu là tìm kiếm, mời gọi, băng bó, chữa lành, cứu độ tất cả mọi người, không loại bỏ, khai trừ ai. Vì thế, giáo sĩ trị chỉ được coi là tình trạng thoái hóa, hiện tượng xuống cấp, sự kiện biến thái tiêu cực nơi hàng giáo sĩ, mà không bao giờ được coi là một chủ thuyết hay chủ trương với chủ đích biến con chiên thành đám nô lệ ngu si đần độn, biến giáo dân thành đám nô bộc đầy mặc cảm và sợ hãi trước cơ chế thần quyền, để giáo sĩ tha hồ thao túng bóc lột, lạm dụng cho tư lợi ý riêng, khao khát quyền lực và cuộc sống hưởng thụ tha hóa của mình. Và để dễ dàng nhận ra mấu chốt của vấn đề, thiết tưởng chúng ta cần nhìn vào hiện tượng này ở Việt Nam khi so sánh với các nước khác trên thế giới. Thực ra, giáo dân Việt Nam có một lòng yêu mến, kính trọng và tín nhiệm hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ rất đặc biệt và đáng tuyên dương. Truyền thống quý giá này chúng ta phải biết trân trọng và giữ gìn, vì là nét đẹp của dân tộc cũng như của giáo hội Việt Nam. Bởi từ buổi đầu khi tin mừng được rao giảng trên đất nước cho đến hôm nay, giáo dân luôn biết đánh giá những hy sinh lớn lao của hàng giáo sĩ, tu sĩ trong công cuộc truyền giáo và xây dựng giáo hội. Tinh thần dấn thân và nhiệt huyết của linh mục, tu sĩ dành cho giáo dân, giáo xứ, giáo họ, giáo điểm là một sự thật không ai có thể chối cãi. Ngoài sinh hoạt mục vụ thuần túy, còn bao nhiêu công trình an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa khác, góp phần nâng cao đời sống, đề cao giá trị con người mà hàng giáo sĩ, tu sĩ Việt Nam đã, đang và mãi mãi cống hiến cho dân tộc. Chính vì thế, khi viết bài này, mục tiêu chính của người viết là làm nổi bật công lao khó nhọc và tinh thần hy sinh không tính toán của phần đông giáo sĩ, tu sĩ nam nữ Việt Nam, bằng nêu ra thực chất của chủ nghĩa giáo sĩ trị mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đang sôi sục tấn công quyết liệt. Bởi khi làm rõ thực chất giáo sĩ trị, người tín hữu Việt Nam chúng ta sẽ không bị đầu độc và bị lôi cuốn vào cao trào bài giáo sĩ, là phương tiện rất lợi hại ma quỷ đang dùng để chia rẽ nội bộ và làm suy yếu công cuộc truyền giáo của giáo hội. Và không gì chắc chắn, đúng đắn và chính xác hơn khi tìm hiểu bản chất của giáo sĩ trị bằng chiêm ngắm và lắng nghe chính Đức Giêsu, đấng đã chọn các tông đồ là các giám mục và từ các ngài hàng giáo sĩ được thiết lập trong giáo hội. Thứ nhất, Đức Giêsu đã trao quyền chăn dắt chăm sóc giáo hội của ngài cho các thánh tông đồ. Thánh Tông đồ Gioan đã tường thuật quang cảnh vô cùng trang trọng và cảm động khi Đức Giêsu trao quyền quản trị giáo hội cho Phêrô và các tông đồ sau khi tổng lại. Khi các tông đồ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?"
Ông Phêrô buồn vì người hỏi đến 3 lần: Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giê-xu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Đức Giê-xu đã hỏi Phêrô 3 lần với nội dung duy nhất: Anh có yêu mến thầy không? Đến nỗi Phêrô phải cậu lên vì nghĩ thầy đã không tin mình yêu mến thầy hết lòng, dù mình đã yếu đuối chối thầy 3 lần mấy hôm trước đây, khi thầy đang bị tra tấn trong dinh thượng tế Cai-pha. Hỏi Phêrô về tình yêu dành cho mình trước khi trao trọng trách chăm sóc đàn chiên, tức giáo hội, Đức Giê-xu đã muốn Phêrô và các tông đồ, môn đệ có mặt hiểu rằng chỉ một điều kiện, một đòi hỏi duy nhất để làm tông đồ, làm môn đệ chăm nom, săn sóc, dẫn dắt đàn chiên của Ngài là phải yêu mến Ngài. Yêu mến thật tình, yêu với lòng thương xót như Ngài đã thương xót và hiến mạng vì đàn chiên của Ngài. Thương với tình thương bao la, sâu sắc, nồng nàn và liều lĩnh đến độ sẵn sàng chết vì người mình yêu. Chết cho chiên được sống và sống dồi dào, thì Đức Giê-xu mới dám trao phó sứ mệnh chăm sóc đàn chiên yêu quý của Ngài cho các ông. Đức Giê-xu đã không trắc nghiệm tài quản trị, tính cương nghị, khả năng tan ban tế thế của các tông đồ trước khi trao trọng trách, nhưng chỉ đặt lại duy nhất một vấn đề, đó là tình yêu các ông dành cho Ngài. Bởi có yêu Ngài nhiều, có yêu Ngài tha thiết, các ông mới yêu được đàn chiên không luôn dễ thương, dễ yêu của Ngài. Vì sẽ có nhiều con chiên hậu đậu vì thiếu học, thô kệch vì nghèo đói, quê mùa vì quanh năm chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vì sẽ có nhiều con chiên bướng bỉnh vì khổ từ tấm bé, ngang ngược vì bị lạm dụng, đối xử bất công ngay khi còn thơ dại. Vì sẽ có nhiều con chiên ghẻ lỡ, mục nhọt đầy mình vì thiếu dinh dưỡng, ăn ở lại thiếu vệ sinh. Vì sẽ có những con chiên nói năng không dễ nghe, ăn mặc không dễ nhìn, cư xử không lễ phép, lịch thiệp, chỉ vì sinh ra thiếu cha, thiếu mẹ, ông bà nội ngoại lại nghèo khổ, nên bị bỏ rơi, đầu đường xó chợ. Vì sẽ có những con chiên không khéo léo làm vui lòng chủ chiên, không thông minh đủ để đoán đúng ý chủ chiên mà chiều chuộng, không thích bợ đỡ, xu nịnh, nên hay làm chú chiên phật lòng. Ôi thôi, tuy là chung đàn, nhưng sẽ có đủ thứ chiên, đủ cỡ chiên, đủ màu chiên, đủ mùi chiên, đủ tiếng chiên nói, chiên la, chiên cười, chiên khóc chói tai nhức óc. Đặt câu hỏi về tình yêu dành cho mình, Đức Giê-xu nhấn mạnh yếu tố duy nhất để trở thành mục tử chăm sóc đàn chiên của Ngài là phải biết yêu thương, yêu Ngài và thương đàn chiên Ngài gợi gắm trong nom. Một điểm đáng lưu ý khác, đó là Đức Giê-xu đã không dùng động từ quản trị hay cai trị khi giao phó cho các tông đồ đàn chiên của Ngài, nhưng chỉ dùng động từ chăm sóc, chăn dắt, bởi cai trị dành cho lãnh tụ, quản trị dành cho lãnh đạo, người quản lý, những chăn dắt dành cho mục tử, chăm sóc dành cho mẹ cha. Nếu trao đàn chiên, tức giáo hội cho các tông đồ để cai trị, chắc chắn Đức Giê-xu đã không hỏi Phê-rô đến 3 lần về tình yêu ông dành cho Ngài. Bởi quản trị, cai trị cần tài năng, chứ không cần nhiều tình yêu đến thế. Nếu chỉ muốn các tông đồ là những người quản lý, quản trị giáo hội một cách ngon lành với thống kê, số liệu chính xác, tổ chức nhịp nhàng, cơ chế hoàn hảo, thì Đức Giê-xu đã chẳng trao quyền cho các tông đồ trong bầu khí nồng nàn, ấm áp tình yêu như vậy. Tóm lại, khi hỏi tông đồ trưởng Phêrô đến 3 lần về tình yêu và chỉ dùng những động từ xứng hợp với cha mẹ yêu thương và mục tử nhân lành là chăm sóc, chăn dắt,
Đức Giê-xu đã không muốn các tông đồ thay mặt Ngài cai trị giáo hội như những lãnh tụ, nhà lãnh đạo, người quản lý, chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng như cha mẹ và như mục tử tràn đầy tình yêu và lòng thương xót như chính Ngài. Thứ hai, Đức Giê-xu nhiều lần đã từ chối trở thành lãnh tụ, nhà lãnh đạo để cai trị, thống trị. Tin mừng Gioan kể lại, sau phép lạ cho bánh và cá hóa nhiều với 5 chiếc bánh và 2 con cá và dân chúng được ăn thỏa thê. Đức Giê-xu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Lạnh mặt đi lên núi một mình vì Ngài không muốn làm lãnh tụ như hầu hết người Do Thái lúc bấy giờ muốn Ngài phải làm, để đứng lên lãnh đạo cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của đế quốc Roma đang đè nặng trên Israel. Mặc dù vương quốc của Ngài đã được loan báo là sắp đến và đã rất gần, mặc dù Ngài đã mặc nhiên chấp những lời tuyên xưng của Nathanael, thầy là vua Israel, mặc dù Ngài sẽ công bố chính Ngài nói đó trước mặt Phi-la-tô khi ông này hỏi Ngài, ông là vua dân Do Thái sao? Mặc dù Ngài xác nhận với các môn đệ, thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Lánh mặt lên núi một mình vì Đức Giê-xu không đến trong thế giới, đến với mọi người như một nhà lãnh đạo tài ba, một lãnh tụ quyền lực, một con người kinh ban tế thế. Nhưng Ngài khẳng định Ngài đến như lương y, vì người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Đến như đấng tha tội, tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Đến như người cha luôn ban cho con cái những của tốt lành. Lánh mặt lên núi một mình, Đức Giê-xu không muốn là vua, là lãnh tụ, vì vua, lãnh tụ thì cửa quyền, xa cách, nhưng muốn là người cha nhân hậu để gần gũi, xót thương, nâng dậy, băng bó, chữa lành con mình chót dạ yếu đuối, lầm lỡ xa chân, dạ dột hoang đàng, như chính Ngài đã mô tả trong dụ ngôn người cha nhân hậu của tin mừng Luca. Lánh mặt lên núi một mình, Đức Giê-xu đã muốn một lần nữa quả quyết đường lối và ý muốn trở nên tôi tớ của các tôi tớ để phục vụ mọi người. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Lánh mặt lên núi một mình, Đức Giê-xu đã cho các môn đệ của Ngài một mẫu gương xóa mình. Như khi được tung hô tán tụng trên đường vào thành Jerusalem, Ngài đã khiêm tốn ngồi trên lưng một chú lừa con bé bỏng để các thiếu nữ Sion đừng sợ. Vì đức vua của người ngự đến rất hiền lành, nhân hậu trên lưng lừa con, không cao sang, hoành tráng, kiêu kỳ. Lánh mặt lên núi một mình, Đức Giê-xu đã công khai từ chối mô hình người lãnh đạo trần gian, lãnh tụ trần thế, khi thẳng thắn nói với các môn đệ của Ngài, anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, giữa anh em thì không được như vậy. Tóm lại, Đức Giê-xu đấng thiết lập giáo hội với phẩm trật là hàng giáo phẩm, tức các giám mục, và hàng giáo sĩ, tức các linh mục phó tế, đã từ chối cho chính mình danh dự và vai trò lãnh tụ, và đương nhiên không muốn các giám mục, linh mục phó tế của Ngài trở thành những lãnh tụ theo mô hình lãnh tụ của đời thường, nhà lãnh đạo theo kiểu lãnh đạo của trần thế. Thứ ba, hiện tượng giáo sĩ trị theo Đức Giê-xu. Thực ra, hiện tượng giáo sĩ trị đã có từ thời Đức Giê-xu, và các giáo sĩ của hiện tượng này đã làm ngứa mắt Đức Giê-xu, và Ngài đã nặng lời lên án các ông. Vì thế, không cần phải tìm kiếm xa xôi, nghiên cứu tài liệu này, thống kê kia mới biết thế nào là thực chất của giáo sĩ trị. Nhưng chỉ cần tìm về tin mừng Matthew chương 23,
chúng ta sẽ thấy tường tận con người đích thực của cái gọi là chủ nghĩa giáo sĩ trị, mà ngày càng làm dân tình chán ngán, làm dân chúng chạy xa, làm giáo dân lo ngại. Giáo sĩ trị gồm những giáo sĩ kiêu căng, tự cho mình quyền bất khả xâm phạm. Vì dựa vào thần quyền, nghĩa là quyền của Thiên Chúa, nên khi một giáo sĩ dựa vào thần quyền mình đã lãnh nhận, để thay vì phục vụ người khác, lại bắt người khác phục vụ mình. Thay vì hy sinh vì đoàn chiên, lại bắt đoàn chiên phải hy sinh vì mình. Thay vì hiện mạng sống vì con dân, lại thị mạng con dân để giữ an toàn sinh mạng mình, thì nghiễm nhiên tự cho mình cải quyền bất khả xâm phạm. Vì ngồi trên tòa ông Mô-xê mà giảng dạy, như cả kinh sư và pha-ri-sêu, đã bị Đức Giê-xu trách mắng. Ảo tưởng là người của Thiên Chúa, được Thiên Chúa trao quyền từ trời cao, mà không lệ thuộc, cũng không can dự gì đến người trần thế, sẽ rất dễ đưa giáo sĩ sẵn có máu lạnh tù rơi vào tình trạng ảo tưởng mình là vua, là quan, là thầy dạy, với quyền bất khả xâm phạm. Bất khả xâm phạm khi cho mình là người được thần quyền tuyệt đối che chở bảo kê. Bất khả xâm phạm khi coi mình có toàn quyền, vì thần quyền được coi là quyền bao phủ trên trời dưới đất. Chính vì ảo tưởng bất khả xâm phạm mà giáo sĩ thuộc khuynh hướng giáo sĩ trị mới đi vào tình trạng bất nhất. Họ nói mà không làm, không làm điều mình nói, không giữ điều mình hứa, không thực hiện điều mình dạy người khác phải thực hiện, không tuân giữ điều mình buộc người khác phải tuân giữ. Nhưng được như thế cũng đã là khá, bởi nếu như thế thì chỉ cần làm như Đức Giê-xu chỉ dạy, đó là tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng làm theo. Nhưng trong thực tế, người theo chủ nghĩa giáo sĩ trị sẽ không dừng ở đó, mà nói huyên thuyên theo ý mình, nói bạt mạng mà không sợ mình, nói hoạn, nói tiều, nói linh tinh mà không sợ mình nói sai, nói bậy, nói ngang ngược mà không ngại làm tổn thương, đau khổ người khác, chỉ vì lầm tưởng mình là chân lý. Mình đang cầm trong tay vương trượng, quyền hành của Thiên Chúa. Khi ảo tưởng bất khả xâm phạm lấn chiếm toàn thể tư duy, thái độ sống, và dấu hiệu của một giáo sĩ biến chất thành giáo sĩ trị chính là ảo tưởng giáo sĩ là người bất khả xâm phạm. Và vì bất khả xâm phạm nên khi có ai phê phán, nhắc bảo, sửa sai, góp ý thì đùng đùng nổi sùng, hùng hổ phản công kẻ đã dám to gan đụng chạm đến mình, để rồi thái độ khiêm tốn lắng nghe, bình tĩnh đón nhận ý kiến xây dựng của người khác, nhất là của cấp dưới, giáo dân, là một điều hầu như bất khả thi. Nếu không muốn nói là bị coi như những xúc phạm nghiêm trọng, những phạm thánh khó gột rửa, tẩy xóa đối với những thành phần thuộc khối giáo sĩ trị này. Chính vì tự cho mình quyền bất khả xâm phạm nên giáo sĩ rơi vào vũng lầy giáo sĩ trị, sẽ không chỉ ngôn hành bất nhất mà còn có những hành động bất nhân, khi luôn cho mình đúng vì nắm giữ thần quyền, luôn cho mình thánh thiền vì thuộc hàng ngũ được thánh hiến, luôn cho mình dày công trạng với nhân loại vì đã bỏ mọi thú vui trần tục vì giáo hội và mọi người. Chính ảo tưởng là ân nhân vĩ đại của nhân loại, thuộc hàng giới ngục khanh tướng cao siêu mà giáo sĩ biến chất, tự cho phép mình làm mưa, làm gió trên giáo dân, cho mình cái quyền bất nhân là bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Cũng từ ảo tưởng bất khả xâm phạm, giáo sĩ trị thoái hóa thành kẻ kiêu căng, khoe khoang, ngạo mạn, và mức độ ảo tưởng càng cao thì thái độ sống càng hậm hĩnh, lố bịch, như đám kinh sư bị Đức Giê-xu nghiêm khắc khiển trách. Họ làm mọi việc cốt để thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tu áo thật dài. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng,
và được thiên hạ gọi là Rabbi. Giáo sĩ trị quy tụ những giáo sĩ kiêu ngạo, tự cho mình cái quyền bất khả ngộ. Quyền bất khả ngộ là quyền dành cho Thiên Chúa, vì chỉ một mình Ngài là chân lý tuyệt đối, sự thật toàn diện toàn phần. Còn loài người chúng ta vì là hữu thể bất toàn, nên không là chân lý, không nắm toàn diện sự thật, bởi lệ thuộc rất nhiều giới hạn. Chỉ riêng Đức Thánh Cha có quyền này, khi Ngài công bố một điều gì thuộc phạm vi, luân lý và tính lý trong tư cách đại diện Đức Giê-xu. Thế mà những giáo sĩ trong hàng ngũ, giáo sĩ trị, thì lại tự cho mình cái quyền vô cùng hiếm hoi ở loài người, khi tự nhận mình là thầy dạy bất khả ngộ trên bất cứ điều gì họ phán, kể cả những điều sai trái, nguy hại đến sự sống và hạnh phúc của người khác. Khi khiển trách đạm kinh sư và Pharisêu thích được thiên hạ gọi là Rabbi, nghĩa là thầy, Đức Giê-xu muốn lật tẩy ảo tưởng bất khả ngộ mà họ tự gán cho mình. Vì cho mình bất khả ngộ, các giáo sĩ trị trong đạo Do Thái đã ngang nhiên coi mình là chân lý, và mọi người đều sai, sai nên không có quyền ý kiến, sai nên không được trình bày, sai nên không được mở miệng minh oan, tự bào chữa. Tự coi mình là chân lý, có quyền bất khả ngộ, giáo sĩ trị tự cất bổng mình lên cao ngang hàng thần thánh, có khi ngang hàng Thiên Chúa. Họ quên một điều rất quan trọng mà Đức Giê-xu nghiêm nghị nhắc bảo: anh em chỉ có một thầy, anh em chỉ có một cha là cha trên trời, anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Tự ảo tưởng là thầy dạy bất khả ngộ, giáo sĩ trị coi mọi người là ngu si, dốt nát, kém cỏi, đần độn và thẳng mặt khinh khi, thẳng tay đàn áp. Khi nêu lên thân phận những bà quá bị đám kinh sư giáo sĩ trị nuốt sạch tài sản, Đức Giê-xu muốn làm rõ hình ảnh những giáo dân nghèo khó, đơn sơ, hồn nhiên, đạo đức đã bị kinh sư đường mật dụ dỗ, nhưng đồng thời cũng hay sợ hãi trước những hù dọa đe nẹt của đám giáo sĩ trị rất ma le, khôn khéo, vừa đánh vừa xoa, vừa đe vừa dỗ này. Quả thực, hai cám dỗ nặng nề ở giáo sĩ trị là tự cho mình bất khả xâm phạm và bất khả ngộ, vì ngồi trên tòa ông Mô-xê mà giảng dạy. Ngồi trên tòa ông Mô-xê là ngồi trên tòa cao nhất, thánh thiện nhất, uy quyền nhất, vì Mô-xê là người của Thiên Chúa chọn để cứu dân khỏi ách thống trị của Ai Cập, là nhà lập pháp của Israel, nên từ tòa Mô-xê mà phán thì tất cả đều phải là chân lý tuyệt đối. Và người ngự tòa này để phán ra chân lý, tất nhiên cũng phải có đặc quyền bất khả xâm phạm. Từ hai đặc quyền bất khả xâm phạm và bất khả ngộ tự nhận riêng cho mình, hiện tượng giáo sĩ trị sẽ bùng nổ dữ dội và lan tràn nhanh chóng, với rất nhiều lạm dụng mà Đức Giê-xu đã không ngần ngại cho là tội ác, khi máu người khác đã đổ giữa đền thánh và đền thờ, và nặng lời lên án họ: đồ mãng xà, nòi rắn độc kia, các người trốn đâu cho khỏi hình phạt hỏa ngục. Hai cám dỗ nặng nề trên tuy không được nhắc tới nhiều, vì chúng rất khôn khéo giấu mình, ẩn thân, che đậy dưới nhiều vỏ bọc, nhưng đích thực là nguyên nhân của mọi tệ đoan lạm dụng trong hàng ngũ giáo sĩ trị. Chính chúng mới là hai mối tội đầu và hai chân đứng vững chắc cho gian ác tồn tại. Khi cạnh mình bất khả xâm phạm để tham lam bất chính, trấn lột bất công và bất nhân trong cư xử, cậy mình bất khả ngộ nên coi thường thiên hạ, phủ nhận lẽ phải, tiêu diệt chứng nhân. Người công chính đàn áp thứ dân, thấp cổ bé miệng, dại khờ ngây thơ. Nhận diện hai cạm bẫy này, giáo sĩ sẽ tránh được những bước chân mang nhiều rủi ro, hiểm nguy, đưa đến tình trạng thoái hóa thành giáo sĩ trị, đánh mất lý tưởng cao đẹp của đời tận hiến và giá trị, ý nghĩa thánh thiêng của sứ vụ mục tử chăn dắt và chăm sóc đoàn chiên. Giáo sĩ trị bất khả tín.
Người kiêu căng tự cho mình quyền bất khả xâm phạm, cũng như người kiêu ngạo đòi sở hữu quyền bất khả ngộ, sẽ không thể là người lương thiện, đáng tin vì một lẽ đơn giản. Từ bản chất họ đầy bất toàn, và chính họ nhận ra những bất toàn đó, nhưng cố tình đọc kịch, che đậy để giữ ghế. Biết rõ mình bất toàn, và người khác cũng nói cho họ biết những bất toàn của họ, nhưng vì kiêu căng phải khư khư khống chế, vì kiêu ngạo phải mồm loa mép dài tự biện hộ mình hoàn hảo, nên tất yếu người kiêu căng, kẻ kiêu ngạo phải thuộc dạng giả hình, giả dạng, giả dối, giả nhân, giả nghĩa, mới giữ được chỗ đứng kiêu ngạo bất khả xâm phạm và kéo dài được thời vận kiêu căng bất khả ngộ của họ. Như thế, kiêu căng và giả hình luôn đi song đôi. Vì người thành thật thì khiêm tốn, khiêm tốn vì nhận ra sự thật bất toàn của mình một cách lương thiện, chân thành, có nhìn ra thiếu sót, tội lỗi của mình cách chân thật. Người ta mới khiêm nhường nhận mình là người bất toàn, còn nhiều khuyết điểm, yếu đuối. Vì thế, kẻ kiêu căng càng tự coi mình là bất khả xâm phạm, bất khả ngộ. Họ càng giả hình, trí trá, đội lốt, để đến một lúc người ta sẽ khám phá sự thật và đánh giá họ là bất khả tín, không đáng tin cậy. Vì bất khả tín, họ trở thành người giả hình hay ngược lại. Vì giả hình, họ trở thành kẻ bất khả tín. Hậu quả của kiêu căng, tự coi mình là số 1 trong khi mình chưa là số 10, tự xếp mình vào hàng lãnh tụ trong khi mình vô tài bất tướng, tự nâng mình lên hàng khanh tướng trong khi mình chỉ là kẻ thánh tướng, hoang tưởng. Khi lên án những kinh sư và pha-ri-sêu mang não tràng, giáo sĩ trì, Đức Giê-xu đã gọi họ là những kẻ giả hình, chiếm đoạt tài sản của bà quả nghèo, cố thể mà làm bộ đọc kinh lâu giờ. Chí lý trong chuyện nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rấu hũng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Chén đĩa bên ngoài thì rửa rất sạch, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Mồ mả thì tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ố uế. Thật đáng sợ khi nghe những lời lên án đánh thép từ miệng Đức Giê-xu trước các kinh sư, pha-ri-siêu kiêu căng, giả hình này. Đây là hậu quả tai hại mà giáo sĩ trì sẽ phải chuốc vào thân khi giáo dân một ngày nào đó khám phá sự khác biệt một trời một vực giữa những trang y phục, mũ mão, dáng dấp uy nghi bên ngoài và đời sống thực, con người thực, nếp sống trần trụi, nguyên con, không còn có thể che đậy của họ. Những khác biệt khó có thể hiểu nổi sẽ làm chết đứng người tín hữu. Khi thần tượng được coi là thánh thiên của họ bất ngờ sụp đổ, tình trạng không phù hợp giữa những lời dạy nghiêm nghị, không sai sót, một dấu phẩy của lề luật và nếp sống xa hoa, xa đọa, xa đà bằng những phương tiện vật chất thu gom cách bất chính của người khác nơi giáo sĩ biến chất, sẽ làm đau điếng những người đã một thời sùng bái, kính sợ họ. Và tất nhiên, những giáo sĩ rơi vào hiện tượng này sẽ trở thành những kẻ không đáng tin cậy, những người bất khả tín, là hình phạt tinh thần nặng nề đối với những con người có mặt trong đời để người khác tín thác, tin tưởng, trao gửi tâm sự, gửi gắm bí mật cuộc đời, nhiều oan khiên, tội lụy và đợi chờ ở họ lời cầu bầu thứ tha. Thứ tư, dung mạo đích thực của Đức Giê-xu chờ đợi ở hàng giáo sĩ. Như đã trình bày ở trên, Đức Giê-xu không đào tạo các tông đồ và môn đệ của Ngài thành những lãnh tụ, vì Ngài biết đã là lãnh tụ tức phải thống trị, là lãnh đạo thì phải cai trị, mà đã thống trị, cai trị thì rất khó tránh khỏi hóng hách, quan quyền, hung hăng, ngạo mạn, tự đắc, rồi từ đó đi vào lãnh địa của độc tài, độc đoán, độc ác,
bởi quyền lực là cám dỗ khủng khiếp hơn tất cả các cám dỗ khác. Khi từ chối được dân chúng tôn làm vua, làm lãnh đạo, cũng như khi khuyến cáo các tông đồ nguy cơ của kẻ quyền thế là bắt người khác phục vụ mình, là ngồi trên đầu trên cổ người khác, nhất là khi thẳng thừng vạch mặt những kinh sư đại diện cho hàng ngũ giáo sĩ trị, Đức Giêsu cương quyết từ chối mô hình đào tạo hàng giáo sĩ trở thành những ông quan, những kẻ làm đầu thiên hạ, những khanh tướng, những giáo sĩ được truyền chức để thống trị, và loại bỏ khỏi những người được tuyển chọn làm giáo sĩ này não trạng lãnh tụ, lãnh đạo, nhà quản trị tài ba, quyền thế. Trái lại, Đức Giêsu đã kêu gọi và huấn luyện các tông đồ, môn đệ của Ngài thành những mục tử nhân lành chăn dắt và chăm sóc đàn chiên là giáo hội của Ngài. Đức Giêsu nhận mình là mục tử nhân lành và giáo sĩ cũng phải trở nên mục tử nhân lành giống như Ngài. Chưa bao giờ Đức Giêsu nhận mình là lãnh tụ, nhưng chỉ nhận mình là mục tử nhân lành. Tôi chính là mục tử nhân lành, và người được Đức Giêsu tuyển chọn cũng phải trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, tức trở nên như Ngài là mục tử nhân lành. Trong bữa tiệc ly, trước khi lên đường chịu tự nạn, Đức Giêsu đã trăn trỗi cho các môn đệ thân thương của Ngài nhiều điều như: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em thương yêu nhau. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu thì anh em cùng ở đó với Thầy. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Tất cả những lời ân tình xuất phát từ trái tim đầy tình yêu của Đức Giêsu đã nói lên Ngài yêu thương các môn đệ, tức các giáo sĩ của Ngài đến mức nào. Ngài khẳng định yêu các vị rất nhiều, yêu đến hy sinh mạng sống, quả quyết các vị là bạn hữu thân tín, biểu lộ ý muốn các vị ở với Ngài và trong Ngài. Những lời ân tình đó cũng nói lên đòi hỏi các vị phải nên giống Ngài trong mọi sự, từ ước mơ, thao thức đến chọn lựa việc làm. Bởi bạn hữu thì biết hết việc của nhau và nói cho nhau nghe hết những gì thầm kín, bí mật. Vì tình yêu giữa bạn hữu thì cao cả đến độ sẵn sàng hy sinh ngay cả mạng sống cho bạn hữu của mình. Sẽ không có lý do giáo sĩ của Đức Giêsu lại không giống Đức Giêsu, Đấng đã tuyển chọn và truyền chức cho mình. Chẳng thế mà giáo sĩ được gọi là Đức Kitô khác, Antichristus, nghĩa là nên giống Đức Giêsu trong mọi sự, chứ không khác Đức Giêsu quá nhiều và quá xa. Và điều Đức Giêsu đòi các vị phải nên giống Ngài khi được chọn vào hàng giáo sĩ chính là trở nên mục tử nhân lành như Ngài. Những đòi hỏi ở mục tử nhân lành. Đức Giêsu vẽ thật rõ nét chứng dung mục tử nhân lành mà Ngài là và các giáo sĩ của Ngài phải trở nên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tản loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không biết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Trước hết, Đức Giêsu loại bỏ ngay mẫu người chăn thuê, vì đây là cám dỗ nguy hiểm nhất ở người được gọi. Ở người được gọi trở thành mục tử nhân lành. Tại sao là cám dỗ nguy hiểm? Thưa, vì làm kẻ chăn thuê
sẽ không vất vả như làm mục tử chân chính, nhân lành, vì không phải mất công, mất giờ để biết rõ từng con chiên, không cần phải lo lắng bảo vệ chiên khi sói dữ tấn công, không nặng lòng, xót xa khi chiên bị sói vồ, ăn thịt. Không phải trăn trở khi chiên đau, chiên bệnh, không mất ăn, mất ngủ khi chiên lơ đãng lạc đàn. Không tất tưởi chạy đôn chạy đáo đi tìm đồng cỏ xanh, suối nước trong cho chiên no đủ và nghỉ ngơi. Không phải vất vả thức khuya dậy sớm coi chừng kẻ trộm lẻn vào chuồng, ăn trộm giết hại chiên. Nhất là không phải liều mất mạng sống của mình vì đàn chiên. Chính vì không vất vả mà lại có ăn, không hy sinh mà lại có tiếng, không thiệt thòi, mất mát mà lại có chỗ đứng hàng đầu, chỗ ngồi phía trước, không đóng góp, trao tặng mà lại phủ phê, dư dật nhờ uy thế, bổng lộc, không máu đổ, đầu rơi mà cứ phay phay làm lãnh đạo, lãnh chúa, nên chỗ đứng của kẻ chăn thuê trở nên hấp dẫn, lôi cuốn những người được chọn làm mục tử. Đức Giê-xu biết sẽ có những kẻ chăn thuê lọt vào hàng ngũ mục tử, nên đã cảnh báo rất rõ ràng chân tướng của kẻ chăn thuê rất nguy hiểm này. Và Ngài cho chúng ta chìa khóa để nhận diện kẻ chăn thuê đã lọt vào chuồng chiên và nhận ra ai là mục tử nhân lành. Chìa khóa đó là: tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Biết chiên mình chăn dắt là điều kiện tối quan trọng của mục tử chân chính và nhân lành. Bởi không gì tai hại và vô trách nhiệm hơn khi mục tử có nhiệm vụ chăn dắt và chăm sóc chiên lại không biết rõ chiên mình chăn dắt, chăm nom. Đức Giê-xu đã lấy tiêu chuẩn biết chiên để phân loại kẻ chăn chiên thuê và mục tử đích thực, xứng đáng như lòng Chúa mong ước. Vì có biết mới yêu thương, có biết mới thấu hiểu cảm thương, có biết mới chữa đúng bệnh, mới băng bó đúng vết thương, có biết mới nghe được tiếng chiên thở than, thì thầm, thỏ thẻ, rên rỉ, có biết mới giải tỏa ẩn ức, mặc cảm chôn sâu tận đáy lòng chiên, có biết mới cứu chiên khỏi hiểm nguy, gian truân, sóng gió, và có biết mới cho chiên được sống và sống dồi dào. Đức Giê-xu đặt nặng đòi hỏi phải biết chiên, nhưng Ngài không dừng lại ở cái biết bình thường, biết ở tầm vóc, mức độ nhân loại, nhưng nâng cái biết chiên của mục tử lên ngang tầm cái biết giữa Ngài với Thiên Chúa Cha. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Chính vì biết chiên trở nên biết Chúa Cha mà mục tử đã có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Để kết luận, chúng ta không thể chối cãi Đức Giê-xu đã lên án những giáo sĩ thuộc hàng ngũ giáo sĩ trị vì họ phản bội lời thề phục vụ đàn chiên. Với tấm lòng yêu thương dạt dào và hy sinh đến sẵn sàng mất mạng sống vì đoàn chiên, khi lãnh nhận hồng ân và trách nhiệm mục tử và trở nên mục tử nhân lành như Đức Giê-xu, chúng ta cũng không nghi ngờ gì về những tai họa mà chủ nghĩa giáo sĩ trị mang lại cho dân Chúa. Chủ nghĩa này không những phá hoại nội bộ giáo hội mà còn đóng mọi con đường dẫn muôn dân đến gặp gỡ Đức Giê-xu trong giáo hội của Ngài. Chúng ta cũng xét tín mẫu gương mục tử nhân lành trong Tin Mừng Gioan chương 10 là chân dung đích thực và xứng đáng của hàng giáo sĩ mà Đức Giê-xu mong đợi cho giáo hội của Ngài. Qua mẫu gương mục tử nhân lành là Đức Giê-xu, hàng giáo sĩ sẽ không mất hướng, không mất lửa, không lạc mất từng bước chân, dấu chân mục tử của Đức Giê-xu. Vị mục tử nhân lành đã đến và tự ý hy sinh mạng sống mình để cho chiên được sống và sống dồi dào. Các nước Âu Mỹ với phong trào giải phóng con người ngày càng dâng cao đã không ngừng đưa vấn đề giáo sĩ trị ra bàn cãi, tranh luận và cả đàm tiếu, giễu cợt với ý hướng xây dựng thì ít, nhưng đã phá, bài bác, bôi nhọ giáo hội thì nhiều. Việt Nam chúng ta không ở vào tình trạng này,
nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không bao giờ xảy ra. Sự khôn ngoan luôn đòi phải tiên liệu. Tiên liệu để tránh cho giáo hội hiện tượng giáo sĩ trị có thể xảy ra. Nhưng để tiên liệu thì phải biết rõ thực chất của hiện tượng, bởi có biết mới tiên liệu được. Có biết đúng mới tiên liệu đúng. Nên việc người tín hữu được biết trước, biết rõ để phòng ngừa, ngăn chặn, thiết tượng là điều cần thiết và nên khuyến khích, mà không nên hiểu một cách tiêu cực, như việc vạch áo cho người xem lưng hay thách thức khiêu khích hàng giáo sĩ. Xin Đức Giê-xu là một tử nhân lành, thường gìn giữ các giám mục, linh mục, phó tế trong giáo hội, để các vị không rơi vào cám dỗ của giáo sĩ trị. Bằng yêu thương chiên, hiểu biết chiên, ở với chiên, có được mùi chiên để chăn dắt và chăm sóc chiên, với trái tim đầy thương xót, biết tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả, nhất là hy sinh tất cả, kể cả mạng sống mình cho đàn chiên, như Đức Giê-xu, vị mục tử tối cao và tuyệt đối nhân lành.